Trung xin chào tất cả anh em nhé. Trung lên một cái video giới thiệu với anh em ba cái món thuộc cái hệ trợ lực của tay lái nha anh em. Trên video này thì Trung giới thiệu cụ thể này, món thứ nhất này, một cái bó tay lái xe tải bình thường. Nó là hồi hệ xe nhé anh em, hệ xe nhé. Nếu mà anh em lắp vào trong xe công nông 4 bánh bình thường, xe cải tiến ấy, thì nó đúng chiều nhé. Còn anh em lắp xe càng thì loại này nó bị ngược chiều này, không phù hợp lắp xe càng nhé. Hoặc là lắp xe càng thì anh em phải đảo tay gì lung tung hết, nói chung là nó hơi rối rắm một tí. Anh em thợ có am hiểu cái tay nghề hoặc là có giải pháp gì đấy thì tính sau nhé. Đây là một cái bó xe tải nằm trên chiếc Vina 1 tấn 2 hôm trước Trung rã ra đấy, có anh em nhờ quay lại thật là kỹ đấy. Món thứ hai là một cái ti trợ lực 50-50 nhé, ti thước trợ lực 50 nhé. Cái con này thì nó cũng xấu rồi, không có đẹp lắm đâu, hình thức nó xấu đấy và nó thiếu đồ nhé. Nó thiếu đồ thì nó bao gồm nó thiếu một cái đuôi bắt vào đây này, để có một cái routine phía sau này, cái routine để mắc trâu đấy, cái kiểu này này. Rồi cái xấu thứ hai là cái chỗ cái routine đầu trước của nó rơ rồi này, lỏng rồi nhá, lỏng rồi, gãy cái lò xo ép này. Trong đây có một cái lò xo nó ép vào để nó giữ cái mắc trâu luôn luôn được ép chặt nhá, và nó chống giảm chấn đấy. Ti này thì kích thước nó hơi lớn nha nè, Trung sẽ báo cái thước nhá. Vỏ chỗ này 90 này, ti 30 nhá, hành trình 30 này, đơn vị cm nhá. Còn cái ti này 30 ly này, vỏ 90 ly nhá. Bây giờ kích thước dài tổng này, đây nhá, đây bằng mặt trước nhá, 67 nha nè, 67 cm nhá. Chung đo lại cái hướng này xem nó đúng không. Đây 67 cm nhé, 67 cộng với, đây là hành trình là 30 khúc sáng này. Ở đây cái ti nó bị hàng rồi, anh em cắt ra là nói với routine gì khác đó thì tính sau nhé, anh em cân nhắc giúp. Đây hai ống đây, một vào một ra bình thường thôi, chỉ cần cấp nguồn cho nó là nó hoạt động thôi. Còn cái routine hông thì nó còn nhé nè, đây là routine hông thì nó còn này. Đấy, routine hông nó dính với cái đòn ba đà sông dọc này, nó dính với cái cây ba đà sông dọc thì còn cắt để sẵn ở đây nha. Đó là món thứ hai. Món thứ ba là cái combo trụ vô lăng và cái bót 4 ống nha, còn sống còn nhớ còn tươi còn sống ngon lành chứ nè. Loại này thì sao cũng tương đối dày dày đấy. Đây này, kích thước dài cả trụ luôn, để chung đo cao cả trụ luôn nhé. Đo từ cái mặt bót lên thôi. Đây, đo từ cái mặt bót lên tới hết vô lăng là 82 nhé. Đây, 3 món nhé. Có 3 món trên cùng một cái video. Anh em xem có xài được cái món nào thì xài. Đây là bót của Vina này. Trung cũng đo để nó ngã qua, nó dính bụi. Bót Trung Quốc nhé nè. Bót này là bót Trung Quốc nhé. Đây cái thân bót này, dầu nhớt còn trong veo nhé. Một ống áp vào này, một ống ra, một in một out đấy. Nậu rơi là không có đáng kể luôn nhé nè. Vừa di chuyển bên phát một là bên kia nó lăn theo luôn nhé. Đây là bót xe tải. Này là nhìn phía từ sau ra trước, nếu mà nhìn bắt vào taxi này, đây là bắt vào taxi này. Nhìn phía từ sau, nhìn bên nào nhỉ? Bên này này. Hướng từ sau ra trước nhá. Đây, ngồi vị trí ghế lái này, ôm vô lăng này, xoay vô lăng sang trái. Xoay vô lăng sang trái này, đánh vô lăng sang trái thì cái tay sách nó đây đang đẩy về trước nhé. Anh em nhớ cái chiều nó để chọn cái chiều để thiết kế lắp đặt cho nó đúng nhé. Nó là nằm trên hệ xe tải.
Rồi, Trung có cái combo 3 món như vừa giới thiệu. Anh em xem có dùng được món nào thì cứ alo nhé. Cứ gọi nhá, số điện thoại Trung đăng ở trên tiêu đề đấy.